Giới tiên tri nhận định tuổi Mậu Tuất 1958, tháng 2 năm 2022, đến thời thoát khổ do đất đố đổ bách. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ cũng như là rất kiên định. Người tuổi Tuất có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Mậu Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng, nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Mậu Tuất trong năm 2022 nhâm dần vẫn sẽ được cơ hội phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa lại được tam hợp với thái tuế của năm. Nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, quý nhân, từ đó vận trình được hanh thông và thuận lợi. Con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở, thanh thang. Và để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Tuất trong tháng 2 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng gian khổ, khó khăn. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không tham vọng nhiều, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người. Tử vi tháng 2 năm 2022 âm lịch của người tuổi Mậu Tuất cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp những người tuổi Mậu Tuất trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra đối với gia chủ tuổi Mậu Tuất đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề đến tổ ấm. Tuy nhiên thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn chăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Mậu Tuất. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Kỷ Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Với những người vẫn đang đi làm, trong tháng được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao, có người còn có thể thăng chức trong năm này. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này cho thấy, phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã nghỉ hưu hoặc lương từ công việc chính của những người vẫn còn đi làm. Do đó, vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó bạn trong năm. Với những ai hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập. Cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin, kẻo sau này tiền bao nhiêu cũng hết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Cần phải thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Các quý gia chủ tuổi Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng Quý Mão năm Nhâm Dần, các mối quan hệ được gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo êm ấm vô cùng. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng sẽ có được một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chủ động hơn nữa để nắm bắt được hạnh phúc. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim và Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Mậu Tuất trong tháng 2 âm lịch, và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin mến chào và hẹn gặp lại!